Ngày 11 tháng 7 năm 2024, VOA tiếng Việt loan tin hôm 10 tháng 7. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi chính quyền Thái Lan không bàn giao một nhà hoạt động vì nhân quyền người thượng và ED cho chính quyền Việt Nam, nơi ông sẽ có nguy cơ bị tra tấn nghiêm trọng. Vậy cái gọi là nhà hoạt động vì nhân quyền người thượng và ED là ai? Hắn là Yquing Bap, trú tại Buôn Kiêu, xã Băng An Dreng, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, trong gia đình có truyền thống chống phá đảng và nhà nước. Ông nội của Y từng làm tay sai cho Mỹ, còn bố của Y là Yphon Eban, từng tham gia phun rô, lôi kéo, kích động người dân biểu tình chống phá nhà nước và bị xử phạt 3 năm tù giam. Bản thân Y khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã có tư tưởng chống phá chính quyền, thường xuyên liên lạc với phun rô lưu vong, lôi kéo mọi người tham gia, tuyên truyền chống phá nhà nước. Mặc dù được cơ quan chức năng giáo dục và cho hưởng sự khoan hồng, nhưng Y vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục hoạt động chống phá. Trước sự xa lánh của bà con buôn làng, hắn không còn con đường nào khác, đã cùng vợ, con vượt biên sang Thái Lan. Liên quan đến vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Cư Cuin, tỉnh Đắk Lắk. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được đã chứng minh Yquing Bap có vai trò chính và chủ mưu. Dư luận quốc tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong điều tra làm rõ vụ việc, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân đứng đằng sau vụ khủng bố. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lệnh cho lực lượng cảnh sát và quân đội các tỉnh dọc biên giới với Việt Nam và một số địa phương tăng cường công tác an ninh, phối hợp với chính quyền Việt Nam ngăn chặn các hành vi vi phạm biên giới có thể xảy ra, tổ chức rà soát, truy tìm những nghi phạm có thể lẩn trốn từ Việt Nam sang để truy bắt, bàn giao cho phía Việt Nam xử lý, đồng thời cảnh báo các tổ chức, cá nhân tại Campuchia không được chứa chấp, dung túng cho những kẻ khủng bố. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper khẳng định: "Tôi xin khẳng định rằng Mỹ không chấp nhận những gì xảy ra tại Đắk Lắk, cũng như phản đối bạo lực dưới mọi hình thức." Đồng thời, ngài đại sứ cũng nhấn mạnh Mỹ cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam bằng mọi cách cần thiết nhằm làm rõ sự việc và những kẻ đứng sau. "Đây là thông điệp chúng tôi phát đi rất rõ ràng, đặc biệt là khi có thông tin về tổ chức đặt trụ sở tại Mỹ." Trên thế giới, mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ do khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, giá trị truyền thống, trình độ phát triển, chế độ chính trị, đều có cách tiếp cận nhân quyền phổ quát là khác nhau. Ông Lý Quang Diệu, cố thủ tướng Singapore, đã từng khẳng định: "Không ở đâu trên thế giới, các quyền này lại được phép thực hiện mà không có những giới hạn, vì nếu áp dụng một cách mù quáng, những ý tưởng này có thể đi theo hướng hủy hoại xã hội có tổ chức." Như vậy ta thấy, quốc có quốc pháp, ở đâu cũng vậy, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Vì vậy, thực chất cái gọi là nhà hoạt động vì nhân quyền người thượng và ED chỉ là một chiêu trò nhằm cổ suý, hậu thuẫn các đối tượng thù địch chống phá đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.